thật à? Tiếng lòng, người ta luyện bằng tiếng lòng đấy bà. Bà có chuyện gì đấy? Nào, kể đi. Lại đấy. Nghe nói á, sau có cuộc thi hát, tìm ra người hát hay nhất khối mình đấy. Hay là bà đi thi đi hả bà? Thi đi. Thôi, tôi sợ lắm, tôi không đi đâu. Tân học ơi. Bà nhớ, về nha. Này, sao đây? Mày ơi, tao ngại lắm, tao không dám lên sân khấu đâu. Tao có cách, cuộn cái này đi. Cái này á, sẽ giúp mày tăng khả năng sự tự tin hơn đấy. Wow, sữa gì mà ngon vậy mày? Đây á, là sữa trái cây Lốc Manto, gồm có hai vị, vị dâu và vị cam đào độc đáo đấy. Không những thế nhá, sữa trái cây Lốc Manto còn có beta glucan giúp tăng khả năng hệ miễn dịch. Mà tăng khả năng hệ miễn dịch thì sẽ có sức khỏe tốt, mà sức khỏe tốt thì tăng thêm sự tự tin. Thế bây giờ á, đã tự tin để bước lên sân khấu biểu diễn chưa? Cuối cơn đều là bầu trời xanh ấm êm, đón tôi mỗi khi buồn. Em sẽ xuân đón hồng. Thank you.